Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chứng minh về những kỹ năng giao dịch và kiến thức giao dịch của bản thân mình trước mọi nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên nhớ rằng khi các bạn tham gia vào trong thị trường, tất cả những giá trị ở trên thị trường đều phải có cơ sở để cho các bạn nhìn nhận và đánh giá trực tiếp những cơ sở này bằng chính những giao dịch và bằng chính những tài khoản giao dịch ở trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng không có giá trị chứng minh bằng thực tiễn, không có giá trị chứng minh bằng tài khoản. Tất cả những thằng đó ở trên thị trường chỉ là những thằng lừa đảo ở trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Trần Quốc Minh là ai? Là người duy nhất dám chứng minh về những giá trị này xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bản thân mình trên thị trường cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá được từ các phương pháp giao dịch scalping, từ các phương pháp giao dịch lướt đến các phương pháp giao dịch swing, từ đánh riêng cho đến phối hợp trực tiếp trên thị trường chúng tôi đều truyền tải và có cơ sở để cho nhà đầu tư theo dõi, nhìn nhận và đánh giá trong suốt quá trình nhiều năm qua của bản thân tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex trên thị trường để nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá về các giá trị thực tiễn này. Nhà đầu tư có thể nhìn nhận về điều này khi các bạn lên bất kỳ một trang tìm kiếm nào. Các bạn thử tìm kiếm xem ai là người dám chơi like, ai là người dám chứng minh về những giá trị giao dịch thực tiễn này ở trên thị trường. Ngoại trừ bản thân tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường này dám chia sẻ cho nhà đầu tư về những giá trị mà bản thân tôi phải nỗ lực chia sẻ, phải nỗ lực chứng minh. Và gì nhỉ? Mỗi khi thị trường biến động, tôi hàng ngày đều gửi đến nhà đầu tư để cho mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận, cùng đánh giá về các giá trị này trên thị trường. Tất cả những mọi giá trị trên thị trường đầu tư không có vụ nói mồm, đéo có vụ thì nhà chỉ nói suông và hứa hẹn về các bánh vẽ giá trị lợi nhuận trên thị trường. Muốn giao dịch được, muốn chứng minh được về những giá trị này chỉ có thực tế bằng chính những giao dịch, bằng chính những tài khoản trực tiếp để cho nhà đầu tư nhìn nhận và theo dõi rõ về giá trị này trên thị trường. Không có những giá trị như giao dịch thực tế và tài khoản, xin lỗi nhà đầu tư, đấy chỉ là những thằng lừa đảo trên cái thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Đéo có vụ á quân thế giới mà đéo chứng minh được giao dịch của bản thân mình ở trên thị trường. Đéo có vụ top thế giới mà gì nhờ, không chứng minh được về những đẳng cấp của bản thân mình trên thị trường. Và thị trường giao dịch Forex này đéo có vụ nhiều năm kinh nghiệm ở trên thị trường, nhiều năm kinh nghiệm mà không chứng minh được năng lực của mình ở trên thị trường, xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là nhiều năm kinh nghiệm thua lỗ trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường giao dịch Forex chỉ có giá trị bằng con số chứng minh được thực lực của bản thân mình, chứng minh được những giá trị áp dụng vào trong thực tiễn, đó mới là giá trị để chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá, chứ không phải bằng lời nói, bằng những thứ bánh vẽ, bằng những hình chụp vô giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi chia sẻ và truyền tải đến nhà đầu tư, nếu có vụ bước vào trong thị trường này, chưa học xong thì tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc học xong có thể kiếm được ra vài ba chục đô trên thị trường. Tất cả những nhà đầu tư nào có những lối mòn suy nghĩ như vậy thì các bạn sẽ phải trả giá. Và những thằng nào gieo rắc vào đầu nhà đầu tư rằng thị trường giao dịch Forex là đơn giản, xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng lừa đảo trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường này dám chứng minh về bản thân, về những giao dịch, kỹ năng ở trên thị trường cho nhà đầu tư theo dõi và nhìn nhận và đánh giá thực tiễn ở trên thị trường. Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường này dám chứng minh.